Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Rô. Thì quay trở lại kênh em có về thêm một cái bộ Boba 21 Series 3 các bạn nhá. Hôm nay thì bộ về quá khá là đẹp. Do đó là tranh thủ quay cho bác để các bác có thể theo dõi cũng như là mua hàng. Bộ này thì trước đây rất nhiều bác hỏi em về bộ Boba 21 Series 3. Hôm nay thì em về một bộ nữa. Hầu hết những bộ em quay lên thì đều bán rất là nhanh. Đây là một trong những mẫu loa mà đối với cá nhân em và bán hàng thì cảm nhận là nó trong dòng mà được khách hàng yêu thích nhiều nhất, đó là Boba 21 Series 2 và Series 3. Về cái thứ nhất là cái mức giá nó khá là dễ tiếp cận. Cái thứ hai là nó đồng bộ, tức là nó sẽ tất cả trong nó đảm bảo được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Là các bác có thể nghe được một dàn âm thanh với đầy đủ cái giải âm trầm cũng như giải âm cao. Bình thường thì các bác mua một số bộ dàn sao 3 thì các bác có thể âm trầm nó sẽ không được đạt tới so với những dòng của Boba. Nhưng mà nếu mà để mua một bộ bầu đầy đủ thì rất là đắt. Do đó thì rất nhiều bác đã chuyển cái phương án sang mua những bộ dàn hàng cũ hàng lớt như thế này. Thì nó cũng khá là kinh tế và phù hợp, đặc biệt là chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Bầu thì chất lượng âm thanh rất là hay. Hôm nay thì em về một bộ bầu 31 Series 3. Mức giá thì em cũng sẽ báo lên các bác là giá 11 triệu tặng kèm các bác đổi nguồn, hỗ trợ bao ship kèm cả hai cái chân kính kia khiển zin như này. 11 triệu tặng đổi nguồn, thêm kính, bao ship, nói chung các bác sẽ không phải mất thêm chi phí gì nữa. Đây là một sản phẩm dòng cao nhất của Boba 21 và nó được sản xuất tại Mexico các bác nhá. Những bộ hàng cũ thì nó sẽ có tính chất còn tương đối đẹp, còn nó không thể như hàng mới được. Do đó là đây là một cái video mà các bác cân nhắc trước khi mua hàng. Nó còn tương đối đẹp, tuy nhiên là đảm bảo với các bác còn nguyên zin nguyên bản cho các bác. Đây là một cặp loa tay với loa bố thép. Thì dòng loa bầu thì nó sẽ làm loa tay rất là khá là đặc biệt, nhìn nó nhỏ thế thôi nhưng mà khi mà mở âm thanh nó tiếng khá lớn ấy. Ở phòng 20-30mm đánh là vô tư. Ở phía trong sẽ có hai cái giải, một loa toàn giải hướng vào hai phía thì nó sẽ giả lập âm thanh vòm, được đặt trên một cái chân kính của bầu như này. Ở bên cạnh đây thì cũng sẽ là một cái đầu bầu 321 CD3 và sẽ có khả năng chơi như CD, như ở đây em mở là CD. Nó có khả năng kết nối thêm cổng quang, cổng AV nữa. Nói chung là đối với TV thì kết nối khá đầy đủ, các bác có thể chơi CD và DVD được. Hầu hết bây giờ sẽ chơi CD hoặc là nghe YouTube là nhiều. Bên cạnh cũng sẽ là một chiếc loa con nữa, loa bố thép thì nó cũng gọi là còn hơi cũ một chút nhưng mà về cơ bản cũng khá là đẹp. Em quay cho các bác chi tiết để bác nào mua hàng ở xa các bác có thể tham khảo được. Ở đây một chiếc loa súp thì nó có đâu đó chiếc loa súp còn khoảng 90-95%. Đấy, ở đây thì có một chút cấn nhẹ nhưng thực ra thì nó không đáng kể đâu, bởi vì là cái này là gần như là đã qua thời gian thì nó cũng có thể nó cái phần nhựa ở ngoài nó chỉ bị cấn một xíu nhẹ, không đáng kể các bác, không đáng kể ở chỗ này. Còn về cơ bản nó vẫn còn đảm bảo cho bác hàng chất lượng tốt. Đây toàn bộ hình thức em sẽ quay cho các bác trước khi em đi vào những một số thông tin ở phía sau. Thì hầu hết những bộ này thì em chủ yếu quay hình thức cho các bác thôi, để bác làm mua hàng ở xa thì bác yên tâm, đồ cũ chúng ta không thể đòi hỏi như hàng mới, em biết cái điều đó, nhưng mà do đó em sẽ cố gắng quay làm sao thật chi tiết cho các bác để chúng ta mua hàng thì yên tâm khi mà các bác mua muốn một chốt đơn. Bộ này còn rất là đẹp so với hàng cũ mà đã ra đời cũng khá nhiều năm rồi thì cũng rất là đẹp. Đối với bản 321 Series 3 thì sẽ khác một chút so với Series 2 là gì? Các bác sẽ có thêm vẫn có kết nối như thế thôi, nhưng đặc biệt là gì, nó sẽ có thêm đường HDMI ở đây này. Đường này thì giúp các bác khá là tiện lợi để các bác kết nối từ TV qua đường HDMI. Các bác chỉnh bát chép, chỉnh ngôn ngữ và các bác cài đặt thêm sâu ở bên trong, những tính năng sâu của nó ở bên trong. Thì hầu hết sẽ là chỉnh bát chép là nhiều thôi, để chỉnh cho nó dễ thôi. Còn đối với đường con Boba 221 Series 2 ấy, thì nó dùng cái đường cũng chỉnh trên TV nhưng mà sẽ dùng qua đường SVDL, đường cổng tròn tròn ấy. Thì đơn giản là nó sẽ khác một chút như vậy. Còn về kết nối thì sẽ vẫn dùng cổng quang để kết nối TV, giải mã ra âm thanh 2.1, giả lập âm thanh vòm và mang lại khả năng nghe nhạc rất là hay. Đối với cá nhân em nghĩ như thế này nó rất là hay so với tầm tiền rồi, khó để mà kỳ vọng quá nhiều hơn với bộ dàn bầu như này. Bầu thì hàng khoảng đâu đó sản xuất từ năm những năm nó vào Việt Nam rất lâu đời, và ở bầu cũng là một top thương hiệu mà được gọi là có doanh số bán tốt nhất ở trên thế giới về sản lượng âm thanh cũng như giá trị thương hiệu cũng là gần như cao nhất, đó là bầu. Đó thì con này tất cả là được sản xuất tại Mexico và được xuất về thị trường Nhật, chính vì vậy đâm ra là em sẽ tặng các bác đổi nguồn. Ở phía sau các bác cũng sẽ có một cái logo của bầu ở phía sau như này. Ở đây em sẽ có là gì, thông tin là bầu 321 CD3 này đây. Power speaker system, tức là một chiếc súp mà gọi là mạnh mẽ, âm thanh rất mạnh mẽ, giải trầm, đánh rất là căng. Với cái nguồn điện của nó sẽ là 100V. Đây có gì này, nguồn điện 100V do nó được đưa về xuất về thị trường Nhật. Và tất nhiên rồi, những dòng này sẽ được made in Mexico, mang lại một cái sự yên tâm. Thực ra thì trước đây thì Mexico là đất nước mà họ làm của bầu, nhưng sau này có vẻ như cái giá cả dân nhân công nó tăng lên,
Do đó thì Bose họ đã chuyển về các nhà máy như Trung Quốc và Malaysia để tiết kiệm chi phí, và hình như cái năm vừa rồi thì em đọc báo hình như là đã chuyển về Hưng Yên ở Việt Nam để chuẩn bị đặt thêm một nhà máy ở Việt Nam nữa. Nhưng có lẽ thông tin đó thì có lẽ phải chờ thời gian để xác nhận. Ở dưới các bác sẽ có thêm những cái, đây là những cái dây nguồn, thực ra thì nó sẽ hơi bẩn, dây nguồn nó hơi bẩn nhưng các bác yên tâm, nó là hàng cũ mà, cái này thì có thể vệ sinh đi được, dây nguồn nó sẽ vệ sinh đi được các bác nhá. Nó còn nguyên bản như thế. Hình thức thì cụ thể là như vậy, và em cũng xin nhắc lại mức giá cho các bác là bộ này là giá sẽ là 11 triệu tặng kèm các bác đổi nguồn, cả cái chân kính như thế này, hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác, và các bác sẽ không mất thêm một bất kể một cái chi phí gì nữa. Hình thức thì còn như trong video, và bộ này thì tí bác nào quan tâm sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác để các bác có thể xem và chốt đơn. Những bộ như này phải thật là bán rất là nhanh, hầu như là khách hàng gần như chờ về để mua luôn, chứ do đó bác nào mà quan tâm thì hãy chốt đơn sớm, bởi vì là những bộ bầu mà em tìm kiếm ở bên Nhật đưa về Việt Nam nó rất vất vả để đưa được về, rất là nhiều thời gian, không phải các bác muốn mua là mua được, có rất nhiều khách hàng có thể chờ rất lâu mới mua được hàng. Do đó là hy vọng là cái sản phẩm này sẽ gọi là gặp đúng chủ mong muốn. Ok, và không để các bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây em sẽ gửi tới các bác một số cái video test nhạc trên Bose 321 Series 2. Bộ dàn có khả năng kết nối trên TV xuống, và bộ dàn này có lẽ là hợp cho các bác kê ở phòng khách và nghe nhạc cũng như xem phim cũng rất là hay. Nghe nhạc thì chi tiết, xem phim thì tiếng bom, tiếng nổ, tiếng sấm đánh rất là căng. Các bác nhá. Và sau đây sẽ mời các bác cùng đến một số bản test nhạc trên Bose 321 Series 3.